Chiều 22 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy để điều tra làm rõ về bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định liên quan đến vụ chuyển hơn 11 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết khoảng 8 giờ 45 phút ngày 16 tháng 3, thông qua công tác soi chiếu hàng hóa thường nhật, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện lô hàng hóa khoảng 60 kg, gồm 4 vali của các tiếp viên N, Q, T và V có nghi vấn nên kiểm tra. Lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 327 tiếp kem đánh răng chưa mở nắp, nhiều nhãn hiệu khác nhau. Mỗi tuyếp được đựng trong một hộp giấy riêng lẻ và 17 chai nước súc miệng. Kiểm tra bên trong các tuyếp kem đánh răng, phát hiện có 157 tuyếp chứa tổng cộng 11.284,57 gram ma túy, các loại ketamine và MDMA. Ngày 17 tháng 3, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất chuyển giao hồ sơ và vật chứng của vụ việc đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Ngày 21 tháng 3, các cơ quan chức năng đã họp đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được và đối chiếu các quy định của pháp luật. Công an thành phố Hồ Chí Minh bước đầu xác định khi 4 tiếp viên hàng không đang lưu trú tại Pháp thì có một đối tượng người Việt Nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuyếp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất để gửi cho người nhà. Các tiếp viên đã không biết bên trong có 327 tuyếp kem đánh răng nhận vận chuyển, có 157 tuyếp bị đối tượng trà trộn cất giấu ma túy. Vì vậy, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Trong ngày 22 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không. Chiều 22 tháng 3, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an thông tin liên quan tới vụ án ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, Công ty Cây Xanh Hà Nội, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là diễn biến mới nhất có liên quan tới vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, Công ty Cây Xanh Hà Nội và các đơn vị tổ chức cá nhân liên quan. Theo kết quả điều tra mở rộng vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ông Nguyễn Đức Chung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái quy định của nhà nước để Công ty Sinh Thái Xanh, Công ty Cây Xanh Hà Nội và Nguyễn Tuấn Nghĩa là các công ty cá nhân có mối quan hệ thân thiết với Nguyễn Đức Chung, được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ định đặt hàng, thực hiện công tác trồng cây trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2018, từ đó hưởng lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước. Hành vi của ông Nguyễn Đức Chung được xác định đã phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự. Ngày 22 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Phạm Dũng, 58 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, về tội giết người. Theo cáo trạng, Dũng và anh Tê, 48 tuổi, ngụ xã Bình Đức, huyện Châu Thành, là anh em bạn dì ruột. Cả hai cùng làm bốc vác tại một vựa nông sản thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành. Khoảng 18 giờ ngày 29 tháng 7 năm 2022, Dũng chạy xe máy đến vựa nông sản để làm việc. Lúc này anh Tê đang nằm võng ở khu vực giao nhận hàng. Dũng nhớ lại việc anh Tê hay nhắc nhở mình trong lúc làm việc, cộng với việc không cho người điện thoại kêu đi làm nên tức giận. Sau đó Dũng đi đến chỗ anh Tê đang nằm để hỏi chuyện. Dũng xông vào dùng tay đánh vô mặt anh Tê một cái thì được những người trong vựa can ngăn. Không dừng lại, Dũng lấy một thanh kim loại dài 1,9m đánh liên tục vào người anh Tê nhưng không trúng. Sau đó đánh mạnh vào vùng đầu của anh Tê làm nạn nhân té gục tại chỗ. Anh Tê được đưa đi cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh. Qua giám định, anh Tê bị thương tích tỷ lệ 42%. Người anh Tê chỉ bị thương tích, nhưng qua hành vi dùng cây sắt là hung khí nguy hiểm tấn công liên tục vào người anh Tê, trong đó có vùng đầu là vùng trọng yếu trên cơ thể. Qua đó cho thấy bị cáo Dũng có ý thức tước đoạt tính mạng của anh Tê, do đó Dũng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người. Ngày 22 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa phối hợp với lực lượng Interpol Việt Nam, Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và cảng vụ hàng không miền Nam tiến hành bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Ánh Nga, sinh 1987, ngụ phường 1, thành phố Sa Đéc, phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó năm 2015, đối tượng Nguyễn Thị Ánh Nga đã dùng thủ đoạn thông qua việc mua bán đất và vay tiền đáo hạn ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, bỏ trốn khỏi lãnh thổ Việt Nam.
Sau đó đối tượng đã đi làm thuê ở các quốc gia khác nhau nên lực lượng chức năng khó tiếp cận. Đến ngày 7 tháng 3 năm 2023, cảnh sát Indonesia phát hiện và bắt giữ đối tượng Nga. Sau thời gian đàm phán giữa lực lượng Interpol Việt Nam và Indonesia, lực lượng Interpol Việt Nam đã di lý đối tượng về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, bàn giao cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Tháp thi hành lệnh bắt, điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Ngày 22 tháng 3, nguồn tin từ lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết, đêm 20 tháng 3, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện bắt giữ quả tang 22 người có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh bài poker. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều phỉnh, đồ vật phục vụ cho hành vi đánh bạc. Nhiều người tham gia là chủ doanh nghiệp, người có điều kiện kinh tế đến từ nhiều địa phương đã cùng tập trung về khách sạn Digistore ở phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc để chuẩn bị thi đấu trong một giải golf tại tỉnh Vĩnh Phúc, sau đó tổ chức sát phạt nhau thì bị phát hiện bắt giữ. Chiều cùng ngày, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, rạng sáng 21 tháng 3, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã kiểm tra khách sạn Digistore ở phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, phát hiện bắt giữ quả tang đối tượng Trần Anh Linh, sinh năm 1976, hiện là giám đốc công ty Trần Lê Gia, cùng 21 đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh bài poker. Vật chứng thu giữ hơn 4,6 triệu điểm phỉnh. Các đối tượng thống nhất sử dụng điểm phỉnh để quy đổi thành tiền Việt Nam, giá trị tương đương hơn 4,6 tỷ đồng, cùng nhiều tài liệu có liên quan. Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 22 tháng 3, trên địa bàn các xã Đạ Sa và Đạ Nhiêm, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra trận mưa đá lớn gây thiệt hại nặng đối với người trồng rau hoa ngoài trời. Tại khu vực thôn 2 Đạ Nhâm, xã Đạ Sa, nhiều vườn trồng bắp sú chuẩn bị thu hoạch bị mưa đá có đường kính khoảng 1-2cm rơi xuống dập nát không thể khôi phục. Theo ghi nhận, phần lớn những khu vực sản xuất ngoài trời nơi xảy ra mưa đá đều bị thiệt hại về cây trồng. Tương tự, một số khu vực trên địa bàn xã Đạ Nhiêm cũng bị mưa đá gây thiệt hại về rau màu.